Là chúng ta có một cái xe hồng mà bị gãy trông nát này. The old guy, cái ông già đã đi đâu rồi nhỉ? Mình vẫn còn một số câu hỏi cần hỏi ông ấy á. Mình sẽ exam cái xe bị nát này. Một cái xe máy á. À, lại để ngay giữa cái công viên như thế này. Cái mà gần như là mấy cái xe Vespa nha, cái chỗ này bị vỡ này và cái đèn này bị gãy này. Có vẻ như là nó đã bị tai nạn này kiểu sao ấy nên là nó toàn toàn bị nát. Wow, gì đấy, cái gì gạo ấy. What you think you are doing? Là chúng mày định làm ở cái chúng mày nghĩ là chúng mày đang làm gì với cả cái xe của tao. Nên là cái thanh niên này có cái tóc sự là rất giống anh Ryan mà kiểu da đỏ. Wow. Có vẻ chúng mày đang định nghịch cái xe của tao đúng không? Là chúng mày đang làm cái gì? Cái xe mới của anh à? Wow, chúng mày phải trả giá lần này. Đó không phải tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi. Who dare one that cover my set in crap? Ai mà quan tâm? Chúng mày phải trả giá. You cut my trip. Chúng mày hiểu tao chưa? Đợi một chút. Gì? Gì? I gonna beat you ha? Tao phải đánh mày một cái. Tao phải đánh mày cho mày một trận. I feel like you are smoking the express train. Mày phải cẩn thận đấy chưa? Việc này chưa xong đâu. I gonna roll up a group of Roy Loyal and you gonna pay. Tao sẽ gọi một lũ luật sư, quay một lũ luật sư và cho mày một trận. À, và bắt mày phải trả giá. À đâu, có nghĩa là thằng này nó bảo là tao sẽ gọi luật sư và bắt mày phải trả giá. Trên thực tế tôi là luật sư này. Mày nói cái gì? Tôi là Phoenix Wright à? Gì đây? Đây là phù hiệu của tôi này. Wow. Thằng này nó kiểu như nó gà như hổ ấy. Ở về trên tôi thấy là cái thằng này nó mặc cái áo hổ à. Nên là nó kiểu nó hay gào gào không. Phoenix Wright sao à? Thế là mày nói mày là Phoenix Wright. Phải. Tôi là Phoenix Wright. So you are the wise. Thế mày nghĩ là mày người là người thông minh đúng không? Bởi vì ta cũng là Phoenix Wright. À đó, bởi vì ta cũng là Phoenix Wright. Cái người duy nhất. Cái gì? Tránh đường ta ra, tao sẽ phải té đấy. Hắn ta đã đi mất rồi. Liệu cái thằng cha đấy không phải là thằng háng phách của mình chứ? Mà hắn ta thực sự sự chả giống mình một chút nào à? Nên là chỉ giống mỗi cái tóc ấy. I guess mình đoán là mình nên để cái xe này hơn. Nên chúng ta sẽ có cái nốt là có cái xe này. À, xe bị nát này. Pathetic. Này lại ông nữa à. Chỉ là feel attract from a little grass này. Nên ông trốn đi rồi. Ông đã ở đâu vào trong cả cái thời điểm vừa qua? Tôi đã ở trong cái chỗ quả dâu kia. Tôi có một cái gì đó phải làm. More like you were some cold cowing. Thực ra nói luôn là ông trốn trong đấy đi. Gì? Thế hình như là chỗ này là chúng ta sẽ mở được cái khóa không? Nên là trên thực tế là nên là bây giờ là chúng ta sẽ thấy được. À đâu? Bây giờ mình phải nói chứ. Ông này đâu có khóa đó. Nhưng mà mình đoán là ông này có khóa bởi vì lúc nãy là mình có cái kiểu không có ngọc bội mà. Nên mình sẽ nói lại. Nên nó sẽ có ba cái khóa đấy. Mình biết ngay mà. Ông già này có một cái gì cần giấu á. Không biết đây là cái gì này. Nên là tạm thời là chúng ta biết như vậy rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại chỗ sở cảnh sát này. Em này thì vẫn đứng đây này. Mà cái này rất là hay nha. Phải qua cái detention center mới quay đến sở cảnh sát này. Này anh vừa đến đúng lúc đấy. Đó là cái gì? Thám tử Gamsu à? Phòng thí nghiệm.
đã có kết quả đối với tôi về cái tờ báo mà cậu đưa tôi này. Ý của anh là cái tờ báo thể thao có một số cái ghi chú trong đấy đúng không ạ? À, thế họ nói cái gì ạ? Liệu cái bản báo cáo này, liệu cái phân tích này nó có một cái gì, thông tin gì mới không? À, họ nói rất đu giờ, à đâu? Họ nói rằng cái chữ viết tay mà anh ấy viết trên tờ báo này trên thực tế là của nạn nhân, là Grand Lane, chắc chắn không thể nhầm được. À, nạn nhân đã lấy tờ báo của mình đến cái quán ăn đấy trong ngày của vụ giết người. À, đây là cách suy luận tốt nhất của tôi trong cái thời điểm hiện tại. MC Bomber à? Tôi cảm thấy là có một cái cảm thấy là tôi nghe được cái tên ở đâu đó. I get it come back. Có vẻ như nó đã quay trở lại với tôi à? Cái gì? Đừng quên là hãy report lại cho tôi tất cả những gì anh biết được ở cái quán ăn đấy, ok? Khi attack talking order không? Khi nào mình bắt đầu nhận lệnh từ Gamsu nhỉ? Mình có cảm giác là có một cái gì đó mình cần cho anh ấy xem. Thế nhưng hay là mình cho anh ấy xem món ăn nhỉ? Hay mình cho anh xem món ăn nhỉ? Anh biết được cái này không? Cái này, okay. Cái này thì chắc là không liên quan này. Cái liên quan là chúng ta sẽ là cái hộp nhỏ này. Anh lại được nhận mấy cái lọ tinh dầu đúng không? Chỉ mà có một cái là cái này nó không có bất kỳ một cái mùi nào cả. Tôi không hiểu anh một chút nào. Cái lọ này nó đã được đặt ở trong cái hộp cùng với những cái lọ tinh dầu khác. Nhưng mà nó hoàn toàn không phải tinh dầu này. Nhìn bề ngoài nó cũng không giống đúng không? Cologne butter that doesn't smell. Mấy cái loại nước hoa, lọ nước hoa mà không có mùi à? Hãy để tôi mượn cái lọ này một chút được không ạ? À? Tôi muốn gửi đến phòng lát để phân tích. Nạn nhân đã bị đầu độc nên là cái nội dung của đâu, cái chất trong cái hộp trong cái lọ này có vẻ như rất là quan trọng. Nên lại đưa cho anh này một cái lọ khác. Tôi có một cái linh cảm là có cái gì không ổn với thằng đầu bếp. Ý của anh là anh nghi ngờ Jean Armstrong à? Tôi đã có được cái số thằng cha rồi à? Và tôi biết được cái bí mật quán ấy. Đây là cái bí mật mà anh Gam Su đã nói lúc nãy ra. Thế là ví dụ mình đang trao đổi thông tin với anh này. I get it better. Tôi đoán là tôi nên kể cho anh về cái chi tiết này nhỉ? Đây là về cái bí mật của cái thằng cha Armstrong à? Ý của tôi là mình sẽ mở ra cái hội thoại này. Bí mật của Armstrong này. Thế cái bí mật của Armstrong là đây là cái gì này? Bí mật của ai, của ông Armstrong? Anh đã từng bao giờ ăn trưa ở cái quán Tre Biên này chưa? Phải rồi à? Thế anh cảm thấy như nào? Nếu mà nói một cách lịch sự là tôi sẽ chỉ nói là nó không thể nào ăn được. Anh không cần phải lịch sự trước mặt tôi, kiểu là khi mà anh ở xung quanh tôi đâu à? Anh đều biết là anh với tôi đều biết là cái lý do mà cái quán đấy là rất là vắng khách bởi vì là cái đồ ăn của nó quá tệ. Ý của tôi là cái bếp thì nó rất là sạch à? The place is clean. Cái nơi đấy thì rất là sạch à? Và hắn ta có những cái cô gái phục vụ như kiểu là Maggie, chính vì thế đấy. Phải, tôi đoán là cái vấn đề ở đây là cái đồ ăn này. Cái thông tin mà tôi nghe được là cái thông tin nóng sốt mà tôi nghe được là cái gã này à, he up to hit earn in depth à? À đâu, he up to hit ear có nghĩa là hắn ta đang nợ ngập đầu à? Nhưng mà trong này nó gọi là ngập đến tai đấy. Thật vậy sao? Là hắn ta nợ bao tiền vậy à? Đây là bản copy của cái là cái hợp đồng nợ của hắn á.
hắn ta nợ tầm khoảng nửa triệu đô. Half billion in the red, nửa âm ấy, nửa triệu đô. Nửa triệu, liệu chúng ta đang nói về đô la này đúng không? Và ấy, nó không phải là sterling ạ. Gì? He really in trouble. Xin lỗi, gì đây, bỏ qua đây. Phải, vụ án này thực sự đầy những cái bất ngờ này. Và tôi hoàn toàn có thể đoán là thằng cha mà đầu bếp đấy là có nhiều cái dính líu gì đến những cái bất ngờ này. Đây là cái một cái cảm giác ở đó, một cái linh cảm của tôi à. Nợ nửa triệu đô. Thế như là đây là tất cả những cái gì mình lại lấy lại được. Nên là một lần nữa chúng ta lại quay lại chỗ kia để chúng ta tìm những cái thông tin mới. Tuy nhiên chúng ta lại phải quay lại cái chuột biên. Nên là phần này là chúng ta phải qua cái chỗ Design Center rồi phải đến chuột biên. Có vẻ như không có gì thì mình sẽ ra cái chỗ Vitamin Square. Bây giờ là hình như mình sẽ sử dụng được cái này mình lấy. Mình present này. Thách ra. Khách hàng thường xuyên của Trebian. It time you, đã đến lúc ông kể tôi sự thật. Tại sao ông là cái khách hàng của quán ăn mà ông ghét như vậy? Điều đó quá rõ ràng. Mọi người đến cái quán ăn này đấy duy nhất chỉ để làm gì? Để ăn thôi sao? Đây có phải là sự thật không à? Ý của mày là sao? Tôi hoàn toàn không nghĩ là ông đến quán ăn đấy để vì mà đồ ăn ở đấy đâu. Mày thật là một thằng mất dạy à? Làm sao mày có thể buộc tội tao à? Bằng chứng nào mày có? Tôi có thể là nói với ông là ông hoặc là bất kỳ ai là không thể đến để ăn được. Đưa ra cái lunch special. Cái bằng chứng là cái món bánh á. Và trong cái vụ án này là cái bữa trưa ở đấy. Đó là cái twin set. Và cái đồ ăn ở chế biến thì thực sự là quá tệ. Và nó rất là đắt. Mày đã nhầm rồi, nó thực sự rất là rẻ. Hả? Bởi vì tao giàu. Tao đã được thừa kế rất là nhiều tiền khi mà tao còn là đứa trẻ. Phải, tao giàu nứt đố đổ vách. Tao chưa làm bất kỳ một công việc gì mà kể từ khi tao được sinh ra. Ngoài việc là cho bồ câu ăn à. Thật là một toàn lời nói dối. Cái đồ ăn ở đấy á, là một chuyện khác. Nhưng mà cái giá nó chả ảnh hưởng đến tao cả. Ồ thế ông nói đến đấy là ông đến đấy bởi vì là ông có tiền để mà đốt đúng không? Chính xác. Trên thực tế là tao có quá nhiều tiền mặt. Tao thường hay bơi trong cái hầm tiền của tao mỗi ngày. Tự như trong cái kiểu như cái con vịt ấy nhỉ. Kiểu là cái gì mà Mark Cruz, cái gì con vịt ấy. Nhà giàu có ông chú giàu vãi đái luôn. Có cái hầm tiền bơi. Thật không may đấy là sự nợ dối á. Cái gì ạ? Ông đã không có tiền để mà đốt. Ông trên thực tế là ông nghèo rất mùng tơi à. Mình sẽ đưa ra cái ông cái chỗ mà tìm việc ấy. Thách ra. Là đây là của ông đúng không? Cuốn tạp chí của tao. Tại sao một người có giàu có nhiều tiền lại đi kiếm việc làm cái gì? Tao đã. Thế thì làm sao? Tao chỉ tìm kiếm một công việc thôi. Hiện tại tao mua rất là nhiều thứ nên tao cần phải tiêu rất nhiều tiền. Đơn giản là tao đã không đến cái quán ăn đấy vì đồ ăn. Tao đến đấy vì Javasino. Phải ý của ông có phải là cappuccino đồ uống á? Dù sao thì bao nhiêu tiền một cái cốc cappuccino đấy nhỉ? Nó khoảng 8 đô. Nó chắc là phải là cái hạt cà phê bằng vàng. Ý của vấn đề của mày là gì? Liệu mày nó bảo là những người đàn người nghèo khổ không nên chỉ nên uống nước rửa bát sao à? Là có phải như thì có phải ý của mày như vậy không?
Không, tôi ý tôi đã không nghĩ về cái đấy á. I wonder, tôi đã không biết là nếu cà phê nó có thực sự tuyệt như vậy không à? Không, nó không tuyệt một chút nào, nhưng mà dù sao chăng nữa, phải cái nơi đấy là nó có báo miễn phí á, để đọc mỗi ngày à? Báo miễn phí sao à? Chính xác. Nhưng mà bọn chúng không muốn tao lởn vởn. Đó, họ không muốn, bọn chúng không muốn tao lởn vởn quanh nhà nên tao phải đến đây à? Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng mà nó hoàn toàn không có bất kỳ một cái tờ báo miễn phí nào để mà đọc ở chuyên biên. Nên là cái đoạn này mình dễ đọc cái đưa cái chỗ spot này ra, bởi vì đây là cái tờ báo duy nhất có ở đấy mà. Còn kia toàn là tạp chí tiếng Pháp. Hãy nhìn để xem. Đây là cái tờ báo mà tôi tìm thấy đằng sau cái chỗ đựng tạp chí á, ở chuyên biên này. Thế thì cái này thì là vấn đề gì? Đây là cái tờ báo duy nhất mà nó có ở đấy á. Và cái này là cái ngày thì nó đã một tháng trước rồi. Cái gì? Ông hiểu cháu đang định nói cái gì đúng không? Cái quán này nó không hề có báo mới. Và cái tờ báo này trên thực tế là chỉ là một tờ báo để lại của một khách hàng ở đấy. À, hãy kể cho cháu á, tại sao ông lại thực sự muốn giấu cái sự thật. Tao không giấu bất kỳ một cái gì. Mình sẽ phải cho lão già này phải chịu khổ vậy. Hãy nghe này, cái lý do thực sự là tại sao ông lại đến chơi biên nhiều như vậy. Nên là cái chỗ này là mình sẽ chỉ là cái profile này, xong mình sẽ đưa ra cái con Magic Bridge này. Take that. What are you asking me? Mày đang đi hỏi ta về cái con gái bé đấy là sao? Cô ấy là phục vụ ở quán chai bia này. Đây là cái câu trả lời cho những cái bí ẩn này. Mà tại sao một ông già lại đi uống những cà phê đắt tiền ở một cái nhà tệ hại như vậy? Là vì có những người phục vụ. Nhưng mà ta đã không nhận ra cái khuôn mặt đấy. Có vẻ như ông đã nói thật ở đây, bởi vì là ông đã không nhìn vào cái khuôn mặt của những cô gái mà là nhìn cái bộ trang phục của họ. Goof. Đó là sự thật đúng không? Ông đã trở thành một khách hàng quen thuộc của nhà hàng bởi vì là bộ trang phục của cái những người phục vụ. Và cái bộ trang phục này là tất cả những cái gì mà ông nghĩ đến đúng không? Kiểu ông kiểu như bên Nhật là nó hay có kiểu như hentai, kiểu bọn kiểu mấy ông mà kiểu hơi mê gái ấy, ông già mê gái. Tôi không thể chịu được rồi. Đối với ông là cái thế mà lúc nãy mình hỏi thì ông ấy bảo là những cái điều xấu hổ quá kìa. Nhưng trên thực tế là ông ấy rất là thích. Đối với ông là những cái người phục vụ này là vua cho. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi xin đấy. Kiểu như là Jofia là fantasy ấy. Đừng có nói những cái từ đấy đi. Hãy dừng lại. Dừng lại ngay. Nên là chúng ta sẽ unlock cái thông tin của ông này. The champion regular này. Sir. Phải, đó là sự thật. Tôi đã ở đó vì những cô gái trẻ. Vì cô gái trẻ. Đấy thì tôi là một con người già bẩn thỉu đấy. Và có đầu óc mê gái á. Không không, tôi không có ý nói ông như vậy. Và tôi còn đi đến đây uống những cái cốc cà phê là mỗi lần mà nó mất hẳn 8 đô. Là tất cả bởi vì là cái đứa con gái phục vụ. Hãy phạt tao đi. Hãy nhốt tao vào tù đi. Thực ra à? That's not... À đó, okay, thật sự đấy không phải là những cái gì mà cháu đến đây hỏi ông. Mày cũng như thế thôi à. 20 năm nữa là mày sẽ hiểu là cái cảm giác của tao như thế nào. Mày sẽ biết được cái nỗi đau của tuổi già, những người già như tao. Không 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 thực đấy. Hãy nghe này này ông ơi. Đừng gọi tao thế. Tao có tên đấy. Đấy mày biết không?
nên hãy thể hiện sự tôn trọng đi. Ta là Victor Kudo. Cháu xin lỗi ông Kudo. Bọn trẻ bây giờ là chả biết cái gì, phải không? I'm not saying. Tao sẽ không nói thêm một cái từ nào nữa. Tao sẽ không kể cho mày bất kỳ một cái gì. Ông là cáo ấy. This guy. Thằng cha này đã ở quán nhà hàng này ở thời điểm xảy ra vụ giết người. Điều này có nghĩa là mình phải nghe cái lời khai của hắn ta bằng cách này hoặc cách khác. Mình không thể tin được là mình đã phá được vỡ cái khóa trong tâm trí của thằng già này. Mình đoán là mình phải thử lại hắn á, khi mà hắn ta khi mà lúc hắn ta vui vẻ hơn. Nên là hình như là chúng ta lại một lần nữa chúng ta sẽ quay lại cái chuyện biên. Chúng ta sẽ quay lại chuyện biên này. Nên hình như là cái đoạn này chúng ta sẽ có cái profile của ông Victor Kudo này, 68 tuổi này. Ông này là khách hàng thường đến của Chebien và có nhiều cái đam mê với các cô phục vụ này. Nên chúng ta sẽ present này. Ồ, để ông già thì sao à? Có vẻ là ông ấy vẫn đang cho bồ câu ăn đúng không à? Phải, ông ấy còn cho anh ăn nữa. Và ông ấy ném một số cái hạt ấy vào mắt của anh à. Hey Maya, liệu em có ngại nếu em đi cùng anh một chút được không ạ? Phải, em sao tại sao? Có một số thứ anh thực sự muốn hỏi ông già đấy. Phải, ok thôi à? Để em thay đồ đã. Không đợi đã. Liệu em có thể đi mà mặc y chang như này không ạ? Em đoán là em có thể à? Mặc y chang như này hở cả cái bụng luôn. Ông ơi à? Mày nữa sao à? Cái gì đấy? Hừ. Well. Tao hiểu rồi à. Nick. Mắt của ông ấy đang làm đang đốt cháy em à? Kiểu nhìn chằm chằm. Để là nó sẽ ổn thôi. Kiểu mọi thứ sẽ diễn ra ổn thôi em. Kha. Mày vẫn chỉ là một đứa trẻ trẻ nít. Hãy đi lên cái chỗ mấy cầu trượt kia và chơi đi, được chưa? Chơi cầu trượt sao? Là mình đã rất là gần à. Chỉ có một ít nữa là ông ấy đã nhả cái thông tin của ông ấy. Gì đây? Bồ câu cái gì đây? Gọi bồ câu à? Làm sao mình phá được cái thằng cha này bây giờ nhỉ? Excuse me sir. Im lặng. Là mày không thấy ta đang cho bồ câu ăn? Tao chết rồi. Uầy, chị này xuất hiện. Mia. Well. Liệu ông không ngại thưa ông? Kiểu như chị này xuất hiện thì bơm rất là căng. Tôi thực em thực sự rất thích để nói chuyện với ông à? Phải. Tất nhiên rồi. Tất nhiên là tôi là Victor Kudo. Ngay cả ở dưới mồ chị cũng mình sẽ hỏi rồi. Ông đã nhìn thấy cái gì? Bây giờ chính thức là ông này mới mất khai mình này. Là chị này chị xuất hiện chị hỏi về cái vụ án ấy. Ý của em là cái người đã chết sau khi uống cái ly Javasino. Ông ấy như là một cái con người khác này. Tôi cũng thực sự rất là sốc. Ngay cả đối với tôi. Đó là thực sự rất là sốc, đó ngay với tôi. Hắn ta là một cái cậu bé rất là lạ. Và cái cô gái đã mang cái cốc Javasino cho cậu ấy. Và cái người khách hàng đã ở một mình đúng không? Chắc chắn rồi. Hắn ta là cái người duy nhất ở trên cái bàn ấy. Và lúc mà hắn ta uống một hớp cà phê và hắn ta đã nói một cái gì đó như là và sau đó đổ gục chết. Thật là tệ hại. Em thật là rất là giỏi trong việc lắng nghe đúng không? Tôi sẽ kể cho em bất kỳ cái gì
là bất kỳ cái gì mà em muốn á. Đúng là giờ lão dập tặc. It seemed to be there. Ông ấy có vẻ như nói sự thật rồi. This scene. Nhưng mà có vẻ như là ông Kudo không nhìn thấy người đàn ông khác. Hỏi về Choi Bin rồi. Ông có thích về cái những cái đồ ăn ở trong Choi Bin không ạ? Và phải, tất nhiên rồi. Tôi thực sự tôi là một con người đàn ông khó tính á. Và là người cao cấp ấy. Kiểu đây nó gọi là sophisticated man ấy. Kiểu người cao cấp, người kiểu như là người kiểu như tầng lớp, kiểu như là người khó chiều ấy. Nên là mình hiểu cái nghĩa, nhưng mà cái đoạn này mình không biết tiếng Việt này. Hồi xưa tôi là một cái người đàn ông kiểu như là kinh doanh trẻ. Cô biết đấy. Tôi cái gì mở công nhiều công ty ở London cái gì ta. Thật sao? Thật là nghe có vẻ thực sự là rất là ấn tượng. Kiểu nghe rất hay ho ấy. Ăn những cái đồ ăn ở cái cửa hàng này, quán ăn đấy là khiến tôi cảm thấy như tôi trở lại cái ngày tôi ở Pháp. Thật là một câu chuyện đáng yêu à. Nên là chị này chỉ ngồi là nghe tí là ông này ông xón ra hết. Nhưng mà London là ở nước Anh mà, không phải là Pháp. Không phải rồi, Pháp là một nơi tuyệt vời. Tôi rất là muốn được đưa em đi cái thành phố đấy. Đấy ở một dịp nào đó. Đó là quá nhiều, tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi muốn nước Pháp. Nên là rất là hài. Mình không thể tin được là Mia lại cười được vào cái gã, cười vào cái thằng cha này. Hỏi về cái chế biến regular. Ông có đến cái quán chế biến này nhiều không? Tất nhiên là ý của tôi là có. Và tất nhiên là tôi đến để gặp em rồi. Thật sao? Mà ông làm em xấu hổ à? Cái người chủ sẽ rất là mong muốn được đón tiếp ông đấy. Em chắc chắn á. Hãy cẩn thận với thằng thằng đầu bếp đấy á. Đấy, my dear. Gã đầu bếp, ý của ông là ông Armstrong. Đúng rồi. Hắn ta là một tên tên lừa đảo. Đâu, tên đâu, hắn ta hồi xưa là một tên lừa đảo. Hắn ta hồi xưa là một tên lừa đảo. Lịch sử của Armstrong này. Sao ông biết nhỉ? Whatever did Armstrong do? Ông Armstrong đã là gây ra chuyện gì à? Ồ không, cái đôi mắt đó tôi không thể chịu được. Mia thực sự đã thôi miên thằng cha này. Hắn ta đã lấy trộm thứ từ khách hàng của hắn á. Thế nên đúng thực ra là thằng này lấy trộm thôi. Từ khách hàng của hắn ta. Từ những găng tay này, từ những cái handkerchief, khăn tay này, và nhiều thứ nhỏ lặt vặt khác. Hắn ta là một tên trộm. Hình như là lấy trộm thích hôi của ấy. Thế nên là em phải cẩn thận những cái thứ xung quanh em. À đâu, kể là những thứ em mang xung quanh khi mà gặp hắn. My dear, ông có chắc chắn về cái này không à? Tất nhiên rồi. Hắn ta đã bị bắt vì cái tội này một lần. Và tôi đã ở đó khi mà cái này xảy ra. Lúc mà tôi đang uống một ly Javasino của tôi. Ông ấy thực sự là một người khách hàng quen thuộc ở đây. Khách quen. Hãy để tôi viết cho em một cái ít thơ về cái đấy á. Kiểu haiku. Hay là một cái thơ Nhật Bản à. Tôi nó sẽ giải thích cho tất cả những gì tôi biết về cái thằng cha đầu bếp đấy ấy. Nên là đây là bức thư của ông, cái thơ của ông Victor này. Là đã bắt, là hồi xưa đã bị bắt này. Một con người, một gã đàn ông hoặc đàn bà quỷ quyệt à. Repeated offender. Nên là đồng thời đây là lời khai cũng là cái bức thư. Even take anything again, you let me know. Nếu mà hắn ta lấy bất kỳ cái gì từ em thì hãy để cho ta biết. Nếu mà nó không có quá đắt tiền là tôi sẽ mua cho em một cái đồ thay thế kinh quá nhỉ. He could do enough for me.
Nên là hình như là chị này sẽ là biến mẹ. Ok Phoenix. Nên là bây giờ mấy phần này chị này bây giờ tự nhiên biến đâu ra rất là nhanh nhá. Đây là chị có thể giúp ích chừng này thôi à. Cảm ơn Mia. Nên là ở phần này tự nhiên đập tay đầu ra rất là nhanh. Chúng ta có một cái gì rất là quan trọng, thông tin quan trọng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nói thật là chị không thể tin được là Maya đã gọi chị vì mấy cái thứ linh tinh như thế này. Thế là con kia nó gọi chị này ra thật. Anh em mình sẽ quay lại cái chuyện biên, bởi vì trên thực tế là chỗ này nó chẳng có gì nữa. Cái lời khai của ông này là mình đã biết hết. Nên là bây giờ hình như là cái cuối cùng là chúng ta sẽ phải phá vỡ cái khóa của thằng cha này. Nên là bây giờ em lại thay lại cái bộ đồ này nhìn trông cũng rất là xinh. Bây giờ nhìn cái bộ đồ kia, bây giờ quay lại cái bộ đồ này nhìn trông xinh thật đấy. Em đoán là đã lúc là chúng ta kết thúc cái cuộc điều tra chúng ta ngày hôm nay rồi. Em đã có đủ trải nghiệm là bồi bàn chưa, phục vụ chưa? Phải rồi. Chỉ có một vị khách và đặc biệt là không ai khác đến quán ăn này cả. Oh la la, Madame Bosele, cái gì Maya, cô Maya này. Cô không thể để ở cái rời bỏ tôi như thế được. Tôi thực sự xin lỗi. Điều này là mình phải nhớ là thằng cha này có cái khóa mà. Thằng này có cái khóa sai lóc này, hoặc là ba khóa. Nên mình phải phá cái này. Nên tất cả cái này tôi hy vọng là ông không ngại. Mà tôi phải có một cái câu hỏi với ông à. Volunteer. Of course. Sẵn sàng thôi. Mình sẽ press. Maji, động cơ của Maji. Nhìn thằng cha này là căng thẳng, nó xé bông hoa như nhìn ảo vậy. What up here? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại có cảm giác tệ hại như thế này? Ông đã biết ra cái sự thật vào ngày hôm đấy đúng không? Chuyện gì đã xảy ra ngày đấy? Aloy. Tôi sẽ tự thú tất cả mọi thứ. Chỉ xin đừng có làm tôi đau. Hả? Đây là một cái chắc là kỷ lục thế giới mới. Đó là một cái tấm vé số. Tấm vé số sao à? Cái người đã chết ở đấy là có rất nhiều vé số này. Và nó có một cái tờ vé số là nửa triệu đô này. Nửa triệu đô? Quy. Nhưng mà sau cái vụ án đó, cái tấm vé số đó, tầm vé số đã biến mất. Tầm vé số biến mất. Zazit là mô típ. Và cái động cơ đấy là cái động cơ mà công tố viên đã gán cho Maji này. Và mọi người nói rằng cô ấy đã đầu độc người đàn ông để lấy cái tầm vé số nửa triệu đô này. Tại sao ông không nói cái này sớm hơn? My Alloy cái gì? Ông đã định giấu cái thông tin quan trọng về tầm vé số với tôi. Và tôi muốn biết lý do tại sao. Monster không? Ngài ạ? Không Mister à? Anh nghi ngờ tôi sao à? Nhưng mà tôi đã... kể như tôi đã confess to you everything I know. Nhưng mà tôi đã khai với tất cả những cái gì mà tôi biết đối với anh rồi. Ông Armstrong này. Nửa triệu đô, tầm vé số nửa triệu đô. Tôi nghĩ là tôi biết ai là người đã lấy nó. Tôi nghĩ là cái tầm vé số I think the winning. Tôi nghĩ tầm vé số đã được lấy bởi cái người này. Mình nghĩ là cái ông này. Thách ra Mr. Armstrong. Tôi tin rằng là có khả năng rất lớn là chính anh đã lấy nó. Trang. Nhìn rất là cơ bắp thôi, lại kiểu gay. That was a piercing scream. Thật là một tiếng kêu thất thanh. Không biết là ngay cả một tiếng kêu rất là lạ cho một người đàn ông như hẳn á. kiểu rất là nữ. Me poor cool moi cái gì đấy.
Và anh không có bất kỳ một bằng chứng nào. Tôi không phải là Matt Demas Square. Tôi không phải là cái loại người mà đi lấy trộm những cái đồ của người khác. Xin lỗi phải làm anh thất vọng, nhưng mà anh Armstrong, tôi có một cái bằng chứng ở đây. Bằng chứng là chứng minh là anh đã lấy trộm đồ của người khác trong quá khứ rồi. Nên là cái đoạn này mình sẽ đưa cho cái bức thơ của ông kia thôi. Chuyển sang Evidence này. Còn ta sẽ có Victor Note này. Nên là đồng thời là cái thơ. Đây là cái gì? Một bữa một thơ, một cái vần thơ à? Mister à? You know me so well à? Là ngài thực sự là biết là tôi thích cái gì à? Tôi thực sự thích, rất thích đọc thơ à? Cho tôi xin đi, hãy đọc nó đi. Hãy xem nó đọc là cái gì à? Đã bị bắt là hồi xưa rồi, một người đàn ông tội lỗi à? Hoặc là một đàn bà làm cũng hay tiếp tục để gây ra tội lỗi nữa. Tôi xin xin lỗi phải nói lại cái vấn đề này anh Armstrong. Nhưng mà có vẻ như là ông đã bị bắt vì tội là lấy trộm đồ của khách hàng là hồi xưa rồi phải không? Mon dai. Li mon sua cái gì? Anh là người nói dối. Ông từ chối cái thông tin này. Đừng có khép tội giả mạo cho tôi à? It's your plague gì đấy? Nếu mà thế thì anh có bất kỳ một bằng chứng nào không à? Tôi muốn xin cái bằng chứng mà anh chỉ ra tôi đã lấy trộm từ một người khách hàng của tôi. Nghe rõ ràng là dễ, chúng ta đưa cái vòng. Thách ra. Có vẻ như là cái bản tính cũ của ông đã cái gì vẫn không ấy được hay sao? Có nghĩa bản tính cũ của ông vẫn chưa sửa được. Ông làm cho cái gì vậy? Đây là cái ngọc bội mà nó đã tìm thấy trong bếp của ông. Non. Tiếng kêu vừa rồi đã làm vỡ một số cái cửa kính. Quy quy, đúng rồi, tôi có một điểm yếu. Little trigger and a laughter. Tôi có một điểm yếu, đó là cái chuyện lỡ tay trộm cắp. Và mà anh đã biết được rồi. Mai là tôi vừa nói ra, tôi không thể nào dừng được. You have stolen the handkerchief glove. Ông đã lấy nhiều cái khăn tay à, nhiều găng tay và nhiều thứ khác từ khách hàng đúng không? Quy, đó là sự thật. Tôi chỉ là một con người mà có cái tấm lòng của một cô gái à. Cái tâm hồn của một cô gái nhỏ ở trong thôi. Mister. Bên cạnh đó nhưng mà bên cạnh đó là ở lần này nó không phải là một cái món đồ nhỏ. Đó là một cái vật mà 500.000 đô. Moi non. Tại sao tôi lại phải lấy trộm nó? Tôi không cần cái số tiền nhiều như vậy. Thật xa. Mister à? Có gì vậy à? Liệu có phải là sự thật là ông không gặp bất kỳ một cái rắc rối nghiêm trọng nào mà ông đang thực sự cần một cái khoản tiền lớn? Nên là hình như là cái đoạn này chúng ta sẽ đưa ra một số cái lựa chọn thì nó sẽ có cái achievement. Ví dụ như mình đưa ra mấy cái này, hay là mình sẽ back lại để mình chơi lại. Nên hình như là nếu mà mình đưa ra một số cái lựa chọn sai, kiểu là cố tình đưa ra những cái lựa chọn sai nào ấy, thì nó sẽ mở ra cái achievement ở mỗi khóa này. Là để mình giờ ấy lại thôi. Hình như cái đoạn này là từ từ mình sẽ chơi lại cả cái đoạn này. Nên nó lại chỉ ra cái này. Nên là ở mỗi khóa là mình sẽ cố tình là mình chỉ ra sai thôi. Nên hình như là ở cái bản stream này là nó sẽ có unlock được cái achievement ra. Không biết là phải không? Nên là ví dụ như cái đoạn mà tấm vé số đã được lấy này, đã được trộm bởi cái người này, thì mình sẽ cố tình là mình đưa xa chẳng hạn, ví dụ như là ngâm xu chẳng hạn. Thách ra. Thế cái việc cái này thì sao?
Kara, excuse me. Ý tôi là oh, are you? Đi. Tôi ổn, cảm ơn. Nguyên, I'm happy to hear that. Có vẻ như là mình không ổn. Poor Maji, here temperature evil. Đi. Nên là ở lần này mình sẽ chỉ lại là đúng là thằng cha này. Nên là lão này lại lúc này lại có một số cái hội thoại khác. Nên là cái mình đọc rồi mình sẽ chào đỏ đọc lại gì. Tôi sẽ chỉ cho anh là bằng chứng là ông đã lấy trộm từ cái người ở trong quá khứ. Nên là cái chỗ anh phải đưa cái thơ nhưng mình sẽ đưa cái contract này. Pizza duck cái gì đấy. Tôi đã nghĩ đến là cái bữa trưa của tôi à. Terrible đi Canaan. Anh nghĩ sao cái gì đấy. Alloy à. Our river monsieur. Tôi phải đi mua những cái đồ ăn ngon cái gì đấy. Kiểu món vịt cái gì đấy. Tôi không phải là mát đi mát square này. Nên mình sẽ đưa cho cái này là cái thơ thôi. Victor note. Nên là mỗi lần là mình đưa ra thì nó sẽ có một cái hội thoại mới ấy. Thế nó không phải như cái hội thoại cũ như bên phần kia. Thế nó sẽ lại phá cái khóa thôi. Hoặc là không à. I want to see inconceivable proof that I a stolen from one of my customers. À cái đoạn này chúng ta đưa ngọc bội, mình sẽ đưa cái xe này. Imbecile gì? Thì ông đã hát cái gì vậy? Chỉ là một cái và đoạn nhạc của tôi hay thôi, nó gọi là Imbecile trong tiếng Pháp. Thôi nào, Monsieur, hãy hát cùng nhau đi, vãi. Kinh vãi nhìn chung. Nhìn vãi. Anh ta chắc chắn đã lấy một cái gì từ khách hàng của hắn. Là cái đoạn này là đúng là nó sẽ đưa ra cái ngọc bội. Take that. Có vẻ như là cái thói quen cũ ông vẫn chưa thay đổi. Cái gì lại vẫn vặt hòa này. Chuyên. Và cuối cùng là cái đoạn này là nó sẽ điểm biếu đấy. Và chúng ta phải đưa ra cái cuối cùng này. Là mình nên là mình ở đâu cái chỗ này không nhớ được đây. Thế này. Ông thực sự cần tiền à? Nên là mình sẽ đã chỉ ra nữa thôi. Anh đi vào paperclip này. Anh em cho này. What? Ok. Ui, mẹ nó trừ mình gần hết điểm nó vãi tè. Mình đốt hết cái đoạn này. Nên là rõ ràng là cái đoạn này chúng ta sẽ đưa cái... cái gì nhỉ? Cái vé số á. Đâu? Cái ấy chứ. Cái chỗ mà ghi nợ ấy. Nên là chúng ta sẽ đưa ra cái... Dean Loan Contract này. Đấy, hợp đồng vay tiền của Dean Armstrong. Thách ra. Quán ăn này đang bị nợ đầm đìa đúng không? À, có vẻ như là ông đã phải đi vay tiền một khoản tiền nửa triệu đô. Và cái tấm vé trúng ở đâu, cái sổ số trúng thưởng đấy sẽ xóa được hết tất cả cái nợ của ông. Bây giờ anh Armstrong, ông có thể nói cái gì nữa không? À. Nên là hình như là mình nghe được hết tất cả cái hội thoại. Nhưng mà có vẻ như là nó sẽ trả unlock cho mình cái gì. Damn it. À, bây giờ nó sẽ có cái hội thoại là Maji, động cơ của Maji này. Ông Armstrong. Ông nói rằng nạn nhân đã thắng một cái tờ vé số á. Sổ số đấy. Nửa triệu đô này. How did you know? Làm sao mà ông biết là hắn ta có một cái vé số như vậy được? Cái người đàn ông đấy á, hắn ta đã nghe một cái radio ở trong cái đeo tai của hắn á. Và Maji cũng nói điều tương tự. La winning number. Và cái con số trúng thưởng đã được thông báo trên radio và lúc đấy tôi nghĩ thế á. Và tự nhiên là hắn ta phát nổ. Yes. Nửa triệu đô. Và kêu âm lên. Và cái tấm vé đấy. Quy. Và tất cả những cái vé nó được xếp hết trên bàn này. Tôi đã thực sự rất là khát tiền và tôi cần tiền. Nên là ông đã bỏ độc vào trong quán cà phê. Không, no. Anh là một con người hư hỏng.
Ai là tôi đơn giản tôi chỉ lấy một trong những tấm vé đó thôi à? Cái gì? Lúc mà nạn nhân đổ gục xuống và lúc mà Magi ngất xỉu à? Tôi nghĩ là cho bản thân là pull nó phát là cái gì? Tại sao có rất là nhiều nhiều vé số á? Phải, nhưng mà chỉ có một cái vé đã nói trúng thưởng thôi à? Là làm sao mà ông có thể làm điều như vậy, ông Armstrong? Magi đã bị bắt bởi vì ông. Noan, đệ đê không phải sự thật. Tầm vé số trúng thưởng. Tôi đã không lấy được nó. Cái tầm vé số của tôi không phải là tầm vé số trúng thưởng. Nhưng mà ông đã kể với chúng tôi là ông đã lấy nó. Ông nói đó, ông đã lấy cái tầm vé số ấy. Menruan Mafilin. Tôi đã không làm thế. Đó đủ rồi à? Hả? Anh Gô đó. Anh này đang làm cái gì ở đây? Lần này là không thể nhầm lẫn được. Cốc cà phê tệ nhất mà tôi đã từng được uống qua. Ông Armstrong, hắn ta đến đây để uống cà phê sao? Chẳng lẽ là cái mức độ yêu cà phê của thằng cha này không có được giới hạn? Có thể là ông Armstrong đã lấy trong một trong những cái tấm vé của nạn nhân trong ngày đấy á. I am the Ahab non. Everyone is laughing at us. Tôi có phải là một thằng người ngu ngốc không? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé mà mọi người hay cười chê thôi vậy. Nhưng mà trong vụ án này Magi không nên là cái người duy nhất mà bị nghi vấn chứ. Cuối cùng là hắn ta đã lấy được cái nhầm tầm vé số đấy. Cái gì? Ông Armstrong đã lấy cái tầm vé số chạy trốn. Make off with the winning ticket. Pretty neighborhood. Make off with the winning. Có nghĩa là ông ấy đã lấy cái tầm vé số cạnh cái tầm vé số được thắng á. Thế là cái tầm vé số ông ấy lấy là không có giá trị nào đúng không? Không, thực ra không phải như vậy. Ông ấy đã giành được một giải thưởng tầm khoảng $1. Vãi. You see, I'm just pretty face. Là mọi người thấy đấy, tôi chỉ là một người có khuôn mặt đẹp. With all my look. Nếu mà không có khuôn mặt của tôi thì tôi không là ai cả. Vãi. Chính vì thế là chuyện gì đã xảy ra tầm vé số đó. The one he mean to. Ý của tôi là cái tầm vé số mà ông định lấy trộm. Đúng vậy rồi, chuyện gì đã xảy ra với nó? Tôi không muốn làm cho tôi phải mất hứng khi mà tôi xem quá nhiều những cái đoạn giới thiệu. Nhưng mà hay là chúng ta chỉ đợi và xem cái phim nó sẽ có kết thúc như thế nào vào ngày mai đi nhỉ? Nhưng thằng này nó nói rất là nhiều cái rất là ảo. Voila, YouTube. Time to love the pretty little ahead. Có vẻ như chúng ta không cần cái nốt này nữa. Hay là chúng ta vứt bỏ cái bài phật giác. Có vẻ như chúng ta có cái bí ẩn mới bây giờ à? Cái vấn đề là cái tầm vé số thắng giải này đã ở đâu? Em có cảm giác tệ về cái vấn đề này. Mẹ dù xa chăng nữa này. Chúng ta không thể để Magi phải chịu khổ hơn nữa. Và đặc biệt là không thể cô bị để cô ấy phải chịu khổ thêm một lần nữa. Nên là đây là cái đoạn nó rất cũng một lần nữa là nó rất là dài về cái phần đầu tiên ấy. Nên là nó phải giới thiệu nhân vật, giới thiệu bối cảnh và chúng ta phải đi điều tra qua một số. Nên trên thực tế có thể nói là có khi là cái phần đầu tiên là cái phần dài nhất này. Nên là vậy là mình đã chơi xong cái phần đầu tiên của cái tập số 3 ấy, nên là cũng tương đối là dài cái phần này. Nên là lần sau là như thường lệ chúng ta sẽ quay lại cái phần xử án của cái tập Recipe of Turnabout ấy. Sẽ quay lại cái phần xét xử luôn.
về những cái thông tin những cái thông tin mà chúng ta kiếm được cái phần một đầu tiên này. Nhưng một lần nữa, nếu các bạn thấy video hấp dẫn, hãy like, hãy comment và hãy đăng ký channel để support cái nội dung của mình, và để dễ dàng theo dõi được các tập khác mình đang up lên cái channel mình ấy. Và nếu có thể thì hãy mời mình cốc cà phê bằng những ly minh dưới để mình có điều kiện mình tập trung là chơi được nhiều cái game hay hơn mà ít người chơi hơn, những game mà Phoenix Wright chẳng hạn. Nên là mình cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên cái channel của mình. Mình hy vọng là mình sẽ chơi được hết cái phần này, mình chơi được cả cái phần bộ Attorney khác ngoài cái bộ 3 này. Nhưng đấy là hy vọng này, nhưng mà trước nhất là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta chơi hết phần này đã. Ok, mình một lần nữa cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên một tập khác trên cái channel của mình.